Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 tại tỉnh Nam Định. Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị thời gian tới tỉnh Nam Định cần thực hiện tốt bốn phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, đồng chí lưu ý tỉnh Nam Định tập trung tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính bảo đảm an ninh trật tự tạo điều kiện thu hút đầu tư giải quyết việc làm nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân